Cơ sở vật chất khang trang, phòng thí nghiệm thực hành cũng được trang bị đầy đủ. Càng trong đại dịch như vừa qua, càng thấy vai trò thiết yếu trong công tác phòng dịch, một phần trong y tế công cộng. Cơ hội là vậy, nhưng những năm gần đây, ngành này tuyển sinh khá khó khăn. Tỷ lệ nhập học trên chỉ tiêu khoảng 60-70%. Thế và đặc biệt trong năm 2020 thì có 4 trường đại học đã không tham gia tuyển sinh nữa, ngành này nữa, vì lý do là trong những năm trước họ không tuyển sinh được. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là ngành công nghệ kỹ thuật môi trường thường là 200 em trên một khóa và ngành quản lý tài nguyên môi trường là 250 em. Thế còn như hiện tại thì chúng tôi giảm đi là ngành công nghệ môi trường là khoảng 100 em trên một khóa và ngành quản lý tài nguyên môi trường là 150 em trên một khóa. Đó cũng là điều đã được chứng minh trong số liệu được công bố trong một hội nghị về giáo dục gần đây. Có 5 nhóm ngành có tỷ lệ tuyển sinh thấp. Mặc dù xã hội đang rất cần nguồn nhân lực của các ngành trên để phát triển kinh tế xã hội. Khoa học cơ bản của ta hiện nay đang bị sao nhãng từ người học lẫn các cơ quan quản lý lẫn thiếu đầu tư. Bởi vì các em vào học đó thì cái tương lai nghề nghiệp nó cũng chưa rõ ràng, bởi vì thường vào đấy thì chỉ làm cán bộ giảng dạy, giáo viên hay đi làm nghiên cứu. Các trường bắt buộc phải trở mình để thay đổi, nhất là đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo để thu hút người học. Phải thay đổi triệt để chương trình đào tạo, cải tiến triệt để theo tính chất, theo hướng liên ngành, tích hợp các cái môn học ở các lĩnh vực khác nhau để các em khi ra trường không chỉ là làm đúng cái ngành theo cái tên mà được đào tạo. Chúng ta có 63 CDC ở 63 tỉnh thành, hơn 500 huyện đã có cái trung tâm y tế và tất cả những và hơn 1.000 NGO, các tổ chức phi chính phủ làm việc trong lĩnh vực y tế công cộng, và họ rất cần một cái nhân lực được đào tạo bài bản để có thể cung cấp cái dịch vụ y tế công cộng hoàn hảo để giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng để tạo sức hút cho thí sinh cần có một chiến lược nhân lực tầm quốc gia, trong đó phải nêu rõ được nhu cầu, mức thu nhập có thể đạt được của từng nhóm ngành. Bên cạnh công tác truyền thông hướng nghiệp mới mong giải quyết được độ vênh trong tuyển sinh như hiện nay.